Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review về chiếc Action Cam giá rẻ. Mình vừa mới đặt trên Shopee thì cũng đâu đó là nằm khoảng 400 mấy thôi. Thì để xem nó hoạt động như thế nào. Camera này là camera hành trình. Là hộp nó đó các bạn. Thì đối với camera này thì mình đã test và sử dụng thử trong chuyến về quê của vợ mình từ Bình Dương về Cà Mau và ngược lại. Cho nên mình đã khui ra trước rồi. Thì ở đây có một số thông số trên hộp mà chúng ta cần để ý. Thì camera này thì ống kính của nó là 16 megapixel, cảm biến là CMOS, có 7 loại màu đen, trắng, vàng gì đó. Thì ở đây thì ta có là camera thì ở chế độ 16 megapixel, 12, 8, 5 hay 2 megapixel. Ở đây có hỗ trợ chế độ 4K, 2,7K, Full HD, HD VGA. Thì video thì chuẩn H, 264. Rồi chế độ hỗ trợ cho hệ điều hành Android và iOS. Góc quay là 170 độ. Hỗ trợ thiên nhớ lên tới 64 GB. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, vân vân, nhưng mà không có tiếng Việt Nam. Thì cổng USB 2.0 và cổng HD out, thì cổng đây là cổng kết nối vô HDMI. Thời lượng pin là 90 phút ở chế độ 1080. Pin thì 900 mAh. Trọng lượng thì khối lượng nó đó 44 gram. Nếu cộng thêm pin này là 58 gram. Có chống nước nha các bạn. Đó. Thì màn hình LCD 2 inch. Nguồn gốc xuất xứ Made in China. Ở đây thì camera này là 4K có hỗ trợ Wi-Fi và có chống nước, thì chống nước ở độ sâu 30 m. Còn các bạn muốn kết nối wifi giữa điện thoại với camera hành trình thì các bạn quét con mã QR này, hỗ trợ cho hệ điều hành Android và iOS. Đó thì thông số sơ qua trên hộp. Đây là tất cả những gì bên trong của camera hành trình. Ở đây thì mình có đặt thêm một cái thẻ nhớ 64 GB Class 10 để hỗ trợ có thể là quay phim hay là chụp hình gì đó. Cái này thì mình cũng đặt trên Shopee thôi, giá đâu đó cũng trên dưới 200. Cái này là cái remote của cái camera hành trình. Thì remote này thì nó có chế độ là chụp hình và quay phim. Chế độ này là chế độ chụp hình, chế độ quay phim. Khi các bạn nhấn trực tiếp ở chế độ nào thì sẽ hoạt động chế độ đó. Cái này thì kết nối trực tiếp trên chiếc camera hành trình của chúng ta rồi. Tiếp đến là một cái hộp đựng của cái camera hành trình này, để có thể là chúng ta khi quay ở dưới nước nó không bị nước vào. Đó. Toàn bộ thì nó đều có các ron chống nước hết rồi. Cái này thì thích hợp là đi mưa hoặc là chúng ta có thể quay trong nước, dưới nước. Tháo ra cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần gạt cái cần này qua rồi dỡ lên. Đó là chúng ta có thể mở ra. Ở đây thì nó kèm thêm một cái miếng mặt nạ phía trước nữa, để thay khi nó bị trầy hay gì đó. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng này thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta là gắn
chiếc camera hành trình này ở trên nón bảo hiểm, trên ghi lông xe đạp, hoặc là ở gắn ở quần áo, hoặc là trên xe hơi. Còn hướng dẫn sử dụng đều là bằng tiếng Anh. Màn hình 2 inch, chế độ Full HD. Thì ở người hộp á, đây ở người hộp các bạn cùng xem nè, là 4K, sách hướng dẫn của nó chưa có chế độ Full HD. Thì cái này một tí nữa mình sẽ xem xét cụ thể là cái nào đúng hay là sai. Hai miếng dán keo nè, cái này là cái cọng kẽm chống trộm. Chứ không phải đây là cái mặt kính của camera hoặc là cái hộp con nước này. Cái này thì để gắn cái camera này vào. Đó. Thì cái này để các bạn có thể là gắn vào xe hơi hoặc là trên xe đạp. USB, một cọng cáp đi kèm. Dây đàn để đeo. Cái này thì dùng để đeo cái điều khiển từ xa, cái remote từ xa, tới khi các bạn đeo trên tay nè, có thể trực tiếp điều khiển camera thì muốn. Dây guốc. Ngoài ra thì còn khá nhiều cái thiết bị, cái phụ kiện hỗ trợ đi theo. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc camera hành trình. Cái camera này thì mình đã sử dụng quay từ Bình Dương về Cà Mau và ngược lại, cho nên là cũng bị trật trội chút ít rồi. Thì mình giới thiệu sơ qua. Này, camera là 4K, hỗ trợ wifi Ultra HD. Thì chúng ta bắt nguồn lúc này, nhấn giữ đó. Ở đây pin yếu nè, mình sẽ kết nối sạc pin. Đây là toàn bộ thông tin của camera nè. Hai nút bên hông là hỗ trợ lên xuống. Đặc biệt cái nút này thì camera sẽ phát wifi. Rồi điện thoại các bạn chỉ cần bật vào wifi và kết nối theo đúng cái mật khẩu trên này thì hai thiết bị sẽ kết nối với nhau. Bên hông á thì có một cổng kết nối micro USB, cổng ra HDMI mini và một khe cắm thẻ nhớ SD, hỗ trợ tối đa là 64 GB. Chúng ta còn vào menu chính. Đây là tất cả các chức năng của camera hành trình. Thì chức năng của nó thì nó có hỗ trợ quay 4K 30 khung hình trên giây, hoặc là 2,7K 30 khung hình trên giây, Full HD, HD hay VGA, điều khiển cân bằng sáng tối sáng,
cảm biến chấn động, rồi chế độ chụp hình, bật tắt, ngôn ngữ, ngày giờ. Thì ở chức năng wifi này các bạn có thể đặt tên cho nó luôn, hoặc là đặt mật khẩu cho nó, format bộ nhớ, format thẻ, vân vân. Tiếp theo là một số video từ camera hành trình mà mình quay được. Mà nhận ra xét sơ về chiếc camera hành trình này á, thì cái màn hình của nó hiển thị không được tốt cho lắm, không có rõ nét, không được tươi. Rồi về chất lượng hình ảnh và chất lượng video chụp được thì không được tốt. Chế độ chống rung không tốt lắm. Mình chạy từ Cà Mau lên tới Bình Dương thì quay khá là giật, còn nhức cái đầu luôn. Còn hình ảnh thì chụp thì không rõ. Theo sách hướng dẫn thì mình có thể quay được hơn 90 phút ở chế độ Full HD, nhưng mà thực tế khi ở chế độ Full HD thì chưa tới 5 phút thì máy đã báo hết pin rồi. Nên camera hành trình này nếu mà xài liên tục thì tốt nhất là chúng ta nên kèm một sạc dự phòng, cấp nguồn liên tục. Nhưng mà ở chế độ giá rẻ thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi gì hơn nữa. Nếu mà muốn camera tốt hơn á thì nó phải nằm giá đâu khoảng hơn 1 triệu đến 2 triệu thì camera có thể ổn và xài được. Còn số tiền mà chưa tới 400 trên 400 thì ở khoảng này chúng ta cũng tạm chấp nhận được mà thôi. Thì video của mình ở đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.